Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về hình ảnh nàng công chúa Elsa và Anna nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Bây giờ mình sẽ lấy màu xanh nhạt để tô vành cho Elsa. Sẽ lấy màu vàng để tô tắt cho Elsa. Bây giờ mình sẽ lấy màu nâu để tô tóc cho Anna. Bây giờ mình sẽ lấy cái màu này để tô váy cho Anna. Mình sẽ lấy màu vàng để tô phấn nhụy hoa cho cái mẹ hồng dương. Phần lá của hoa thì mình sẽ lấy màu xanh lá cây. Mình sẽ lấy màu da để tô phần mặt và